làm gì? Để ba tuổi lo đi, ba tuổi đột ngột đi. Ta thú hơi ngồi anh không tha thứ. Vậy anh định làm gì tôi? Hả? Anh làm gì được tôi? Anh Tài à, anh định làm gì tôi? Anh báo công an à? Ai tin anh? Hả? Coi anh kìa, đứng còn không vững. Định làm gì tôi? Hả? Thời giận của anh đã hết rồi, chấp nhận đi. Một mình anh thôi. Anh à, tại sao anh không tin em vậy? Anh là, anh ơi, dạ thưa ba, xin phép cho con đưa ba vô phòng.
Ba có sao không ba? Không sao. Con đỡ. Ngoài đi. Con xin lỗi. Nếu như đêm đó con bớt sợ hơn một chút, nếu con biết xử lý mọi chuyện nhanh hơn một chút thì chắc là bà sẽ không mất sớm như vậy. Dạ con đang nói gì? Bà ơi, những gì con dám làm đêm đó chỉ là gõ cửa phòng làm việc của ba thôi. Không được, nếu mình không gọi ba là bà nội sẽ chết. Ai đó? Con xin lỗi. Xin lỗi ba vì không nói chuyện này sớm hơn. Con thấy hối hận lắm. Với lại con xin lỗi ba. Vì con đã lỡ xuất hiện trên đời này. Thằng nhỏ, nó biết hết mọi chuyện rồi sao? Bảo vừa lòng anh chưa? Đây là điều anh mong muốn mà. Anh đã đạt được mong muốn rồi đó.
Ủa, chị hai, sao chị ở đây vậy? Ủa, cái gì vậy chị? Bản kế hoạch này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Vấn đề là nằm ở gạo. Kế hoạch bánh mì trắng. Trước đây ba đã từng băn khoăn, không biết có thể dùng gạo làm bánh mì được không, nên tôi đã thử nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng mà sao chị lại đưa nó cho em? Tôi chỉ nghĩ ra ý tưởng như vậy thôi. Còn chuyện làm bánh thì tôi không rành bằng cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp cậu bằng cách này thôi. Bởi vậy cậu cứ việc theo đó mà làm thử đi. Biết đâu có thể cứu vãn được cho nhà máy. Chị hai, đối với ba mà nói, đây là nơi rất đặc biệt. Hơn nữa nó cũng là nhà máy đầu tiên cung ứng sản phẩm cho các tỉnh miền Đông. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm mọi cách để cứu vãn tình hình của nhà máy. Vì nó là một đứa con tinh thần của ba đó. Nói như vậy là chị đã tin tưởng em rồi phải không? Cậu đừng cảm ơn vội. Nếu như cậu không làm được việc này thì cậu đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Lúc đó tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây không một chút nhân nhượng. Chính vì vậy cậu hãy cố gắng làm cho tốt. Cậu hiểu chưa? Dạ, em biết rồi chị hai. Em sẽ lấy danh dự của người làm bánh ra. Xin hứa là sẽ cố gắng hết sức. Em cảm ơn chị hai đã tin tưởng em. Tới nói lời cảm ơn và lại quả. Riêng anh, tôi sẽ giới thiệu cho anh một chỗ làm thật tốt. Còn giờ, anh hãy tiếp tục theo dõi kế hoạch điều hành nhà máy của thằng nhóc đó cho tôi. Dạ, tôi biết rồi, anh yên tâm ạ. Có tin gì mới nhớ báo tôi biết liền nha. Dạ. À mà khoan anh, có cái chuyện này nè anh. Chuyện gì nữa? Cái vụ bánh mới á. Bánh mới làm sao? À, anh nó cũng bình thường thôi anh. Có gì tôi sẽ báo anh sau nha. Ok, bye. Cô nói thẳng ra đi. Thật ra là cô muốn gì? Ý của má là sao? Con không hiểu. Tôi nói tất cả là tại cô. Vì cô mà gia đình tôi mới ra nông nổi nè. Má nói chuyện bữa đó là lỗi của con á hả? Chứ còn gì nữa. Nếu như ngày hôm đó cô không nhắc tới chiếc lắc tay đó thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Má à, ông bà ta đã có câu, giấy thì làm sao mà gói được lửa, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Cho nên là má đừng có nghĩ là che giấu được sự thật. Cô không cầm cái miệng cô lại được hả? Lẽ ra trước đây má nên thú nhận với ba sự thật thì tốt hơn. Lan Anh, cô đang muốn đối đầu với tôi hả? Cô lúc nào cũng cố tình nhắc tới chuyện đó. Cô muốn làm khó tôi hay sao? Mới chỉ có như vậy mà má đã lo sợ rồi hả? Cô dám? Mới chỉ bắt đầu thôi mà má.
câu chuyện á, còn có rất là nhiều tình tiết hấp dẫn đó má. Nếu mà má quên thì để con nhắc cho má nhớ nha. Chuyện xảy ra cách đây cũng 14 năm trước rồi. Lúc đó con còn sống ở Tây Ninh á. Có người á đã bỏ tiền ra thuê ba con bắt cóc má Hữu Nguyện. Câu chuyện này có đủ hấp dẫn không má? Chưa kể đến chuyện má sai xã hội đen đến hăm dọa, bắt ép còn phải nghỉ việc. Đây là câu chuyện sẽ khiến người ta chú ý nhiều hơn. Nếu mà con tiết lộ chuyện này ra thì có ít nhất hai người sẽ gặp phiền phức đó. Cô nên nhớ, những lời nói suông chỉ chuốc họa vào thân thôi. Cô đừng nghĩ là cô đe dọa được tôi. Con có đe dọa gì má đâu. Mà con cũng đâu có tính báo công an đâu. Chuyện này nhỏ thôi mà. Con chỉ cần kể tất cả chuyện này cho thành viên trong gia đình mình nghe là được rồi. Cô, người ngoài có là cái thá gì đâu má. Cô. Nếu con kể hết chuyện này cho ba nghe thì má nghĩ xem ba sẽ phản ứng như thế nào. Và chuyện này có khiến cho con đủ trở thành con dâu nhà họ Trần hay không? Con nghĩ chắc là đủ ha. Cô đừng có quá đáng như vậy. Chẳng lẽ bây giờ cô dám làm chuyện đó với tôi? Nếu mà má không tin thì cứ chờ đi. Má có biết tại sao ba con phải đi tù không? Là chính con báo cho công an về tội bắt cóc của ba ruột con đó. Ba con mà con còn đẩy ông đi tù được thì má là cái thá gì? Cho nên má đừng có thách thức con. Cô đúng là một kẻ thủ đoạn đáng sợ. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Má về hưu được rồi đó. Cái gì?
Con nói là má cũng có tuổi rồi, má nên về hưu đi. Cô nói cái gì? Nói thẳng ra, con cũng chỉ muốn má làm một điều, là rời khỏi cái chức bà tổng giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Thành Phát. Sau này mọi chuyện về đối ngoại liên quan đến danh tiếng và lợi nhuận gia đình, má cứ để cho con lo. Cho tới giờ này mà trưởng phòng Gia Bảo vẫn chưa xuống phòng nghiên cứu hay sao? Dạ, tôi vẫn chưa thấy trưởng phòng Gia Bảo xuống. Kể cả không có ý tưởng nào được gửi xuống à? Dạ chưa. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Dạ. Tại sao chú vô phòng tôi mà không gõ cửa? Chú đã gõ cửa mà tại con không nghe thấy. Từ khi nhận chức trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hình như chưa bao giờ con bước xuống tới phòng nghiên cứu, đúng không? Gần đây có quá nhiều chuyện khiến cho tôi bị nhức đầu. Nếu vậy thì sao chứ Gia Bảo à? Chẳng lẽ con ngồi yên một chỗ mà có thể thắng được thằng Hứa Nguyện hay sao? Có những chuyện con phải tự mình làm, chú không thể nào giúp đỡ con hết được. Con phải chứng tỏ cho mọi người thấy con có nghiên cứu sản phẩm mới, có tư duy làm việc, con hiểu không? Nói cho tôi nghe, lý do tại sao chú lại giúp tôi leo lên cái chức giám đốc làm gì? Chú đã là trợ lý của ba tôi gần 40 năm mà còn làm phản được, vậy thì tại sao tôi phải nghe lời chú? Tại vì ba con không ngó ngàng tới con, chỉ muốn giao hết mọi việc cho thằng con Quang đó. Chú đừng có đem tôi ra làm cái cớ. Mục đích chú giúp tôi leo lên cái chức giám đốc chẳng qua là muốn thâu tóm công ty này thôi. Nói như vậy có đúng tâm trạng của chú không? Không, không phải là như vậy. Con nghĩ sai về chú rồi. Chú làm tất cả mọi chuyện là vì con. Chú muốn thấy con thành công. Ai cần tôi thành công hay không liên quan gì tới chú? Chú tưởng chú là ba của tôi hả? Gia Bảo, chú làm ơn đừng có tự tưởng tượng nữa. Gia Bảo, Trần Gia Bảo luôn luôn là con trai của Trần Thành Đạt. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu có ai phản bội lại ba tôi, có nghĩa là phản bội lại tôi. Chú hiểu chưa?
Bảo, đám cưới chắc vui hả? Xin lỗi nha, tại bữa đó tôi bận công việc cho nên không tới tham dự được. Sau đó còn bận biết bao nhiêu công chuyện của nhà máy nên giờ mới hỏi thăm được. Cậu sao vậy? Một có chuyện gì hả? Cậu sao vậy Bảo? Bảo à, Bảo. Anh Nguyễn, dạo này em thấy tâm trạng với biểu hiện của trưởng phòng gia bảo không được tốt cho lắm. Là sao? Dạ, kể từ khi anh lấy vợ xong á, đêm nào anh cũng đi bar. Đã vậy, mấy cuộc họp ở trong công ty á, anh cũng không tham gia. Dạo này thằng Bảo nó kỳ lắm. Nó cưới Lan Anh về, xong nó toàn bỏ đi đâu không à. Nó không có vô công ty làm việc, thì cũng đi bar, hay là đi đâu đó chứ không có về. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị ở chung nhà chắc hẳn là phải biết hả? Chị cũng không biết nữa. Bây giờ có hỏi, hai tụi nó cũng không có chịu nói gì đâu. Mình không hối hận, không được hối hận. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hối hận. Không hối hận. Đúng là gan cùng trời. Cô nghĩ cô là ai mà dám khiêu chiến với tôi? Cô nghĩ cô đủ sức hạ bệ tôi à? Đồ ranh con không biết liêm sỉ. Tiền tôi trả đủ hết rồi nghe. Mọi ngon ha. Đừng có nghĩ là tôi xỉn rồi ngày mai là nói là tôi chưa trả tiền nha. Nghe không? Ê, có chừng té. Sao giờ này Lan Anh còn xuống tầng đây? Lan Anh đi bằng gì vậy? Mình đi bằng taxi. Dạo này nghe nói Bảo hay nhậu nhẹt lắm. Có chuyện gì vậy? Có gì Nguyễn để mắt tới ba Lan Anh dùm Lan Anh nha. Đương nhiên rồi, Lan Anh đừng có lo. Dạo này chú cũng bớt bớt rồi. Vậy hả? Chú chịu khó đi làm hơn, tính tình chú cũng thay đổi chút chút. Bây giờ chú cũng không uống nhiều rượu nữa. Uống thì cũng uống chừng mực chứ không như hồi xưa. Nếu vậy thì tốt rồi.
Thôi Lan Anh đi trước nha. Khoan đã, Lan Anh về một mình như vậy có được không? Vì đừng lo cho Lan Anh. Dĩ nhiên là được rồi, Lan Anh không sao đâu. Lan Anh đi trước nha. Lan Anh à, mình đã đi theo Lan Anh từ nhà tới tận đây rồi. Mình biết Lan Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giấu giếm nỗi lòng. Tại sao là như vậy? Chẳng phải mình đã nói rồi, Lan Anh phải cố gắng sống thật hạnh phúc sao? Trần Thành Đạt, không phải là tao ác với mày, mà tại số phận bắt buộc tao với mày phải đối đầu với nhau. Thì tôi hả? Làm cho cô tỉnh ra đó. Không. Yeah.
tại sao cậu lại trở nên như vậy hả? Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của mình, cố gắng học hỏi để đứng lên bước tiếp. Còn cậu, cậu thiếu thốn cái gì? Cậu mất mát cái gì mà trở nên như vậy hả? Nếu không sống như vậy thì tôi không thể chịu đựng được. Tại sao không chịu đựng được? Từ nhỏ cậu đã ăn sung mặc sướng, cậu có đủ cả ba lẫn mẹ, cậu có cả công ty Thành Phát. Và mới đây cậu còn có cả Lan Anh nữa. Còn tôi, tôi không có tất cả những thứ quý giá đó, nhưng tôi vẫn sống mà. Ba, công ty Lan Anh, tôi làm gì có được những thứ đó? Tôi chưa từng một lần có được những thứ đó. Tôi không sở hữu được cái gì hết. Chính vì vậy tôi cảm thấy mình không chịu đựng được. Cậu có hiểu không? Cậu đừng có vô dụng như vậy nữa được không? Đồ khốn kiếp! Cậu tỉnh lại đi. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã kết hôn rồi, cậu phải làm sao để bảo vệ được gia đình nhỏ của mình chứ. Hơn nữa, vòng thi thứ ba của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Đây là đề thi vòng ba mà chính thầy của chúng ta đã đề ra đó. Có một điều mà cậu vẫn chưa biết, đó là trước khi rời khỏi thế gian này, người mà thầy của chúng ta nhắc tới chính là cậu đó, Minh Quân. Thầy đã dặn tôi là phải yêu thương và bảo vệ đứa em duy nhất của mình. Dù thế nào tôi cũng không bỏ cậu đâu. Vẫn còn kịp mà Gia Bảo, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Anh em mình sẽ cùng nhau làm cho Gia Bảo.
Hai chị. À má, nếu con nhớ không sai á, thì chiều nay má có hai cuộc hẹn. Một cuộc hẹn đi gặp bà Phượng, thì để con đi thay má nha. Tại vì con thấy bình thường má cũng vất vả rồi, chăm sóc cho ba như vậy chắc má cũng mệt lắm rồi. Má cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến chuyện ở ngoài nữa. À, chiều nay con có hẹn người giúp việc đó, tới nhà mình làm thử một tháng. Nếu mà má cảm thấy ổn thì mướn người ta luôn. Má thấy có được không má? Lan Anh à, em là thành viên mới trong gia đình, nếu như mà cứ ôm đồm một lúc nhiều việc như vậy cũng không phải là hay đâu. Còn má nghĩ sao? Má cũng nghĩ giống như chị hai hả má? Sao cũng được, tôi không rảnh đâu mà quan tâm tới mấy chuyện này. Nếu như cô cảm thấy thích thì cứ tự ý mà làm. Tôi không ăn nữa. Má, hai chị cũng ăn đi, kẻo trễ giờ làm đó. Nè, Hữu Nguyên. Gì hả Minh Quân? Anh làm bằng cách nào vậy? Những thứ thuộc về anh, gần như tôi đã cướp hết. Vậy mà anh vẫn cười được. Tôi cướp ba của anh, cướp nhà của anh. Tôi đuổi anh ra khỏi công ty, tôi còn cướp luôn cả người yêu của anh. Vậy sao anh vẫn còn cười được? Tâm hồn của anh quá thánh thiện,
Vì anh là một kẻ ngu ngốc hay anh là người vô cảm? Vô cảm gì chứ, tôi cũng là con người mà, cũng có hỉ nộ ái ố chứ bộ. Đâu phải là tôi không biết giận, không biết buồn. Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy rất đau khổ khi bị cướp hết tất cả mọi thứ. Nếu vậy sao anh vẫn có thể vui vẻ hả? Vì chúng ta vẫn phải sống tiếp mà, vui hay buồn thì chúng ta cũng phải sống. Đâu phải ngày hôm nay tồi tệ, ngày hôm nay chúng ta thất bại là cuộc đời của chúng ta đặt dấu chấm hết đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không vui vẻ sống trọn vẹn một ngày chứ? Hữu Nguyện à, cho dù tôi có sống thêm 100 năm nữa, tôi cũng không thể hiểu nổi loại người như anh. Dạo đi. Qua đó ngồi đi. Bà Dung sao rồi? Tôi đã tìm nhưng mà không có thấy. Nhưng mà dạo gần đây hành tung của bà Dung có nhiều điều bí ẩn. Tôi biết hành tung của bà Dung rất bí mật. Bác sĩ Dương là bảo vệ của bà ấy, thêm đại diện giám đốc Duy nữa. Hình như bọn họ đang âm mưu một chuyện gì đó. Đúng là như vậy. Đây mới chính là thời điểm quyết định. Ai nhanh hơn người đó sẽ thắng. Vì vậy bằng mọi giá anh phải đem về đây cho tôi bà Phạm Thùy Dung. Nhớ, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa? Tôi biết rồi. Được rồi, đi đi. Bảo, ông đó làm gì ở đây vậy? Một người quen thôi. Mới sáng sớm con tìm chú có chuyện gì không? Ngồi đi. Tôi tính triển khai nghiên cứu sản phẩm mới từ hôm nay. Con đổi ý rồi sao? Tôi đâu thể khoanh tay không làm gì để cho cái thằng Nguyễn đó nó gạt ra. Thua ai chứ thua cái thằng đó thì không thể chấp nhận được. Nhưng muốn làm thì phải có tiền. Trình lên công ty phải mất 2-3 tuần mới cầm được tiền trong tay. Vậy thì không kịp. Cho nên... Chú hiểu ý con rồi. Con đang cần tiền để nghiên cứu sản phẩm mới đúng không? Đúng rồi. Được, chú sẽ giúp con. Chỉ cần con muốn là được. Bằng mọi giá con cứ hạ gục thằng Nguyễn đó đi. Còn mọi chuyện còn lại để chú lo.
Dạ con chào chú. Chú làm gì ở đây vậy chú? Chú tới đây có công chuyện. Dạ. Cái loại bánh mà hôm bữa đó, cái bánh gì mà cậu mới làm đó? Dạ bánh mì trắng. Phải rồi, bánh mì trắng đó. Cậu tính chừng nào giao bánh đó? Dạ sao chú? Dạ vậy là trước tiên là tôi sẽ bán thử trong vòng một tuần. Rồi nếu như bán chạy thì tôi sẽ bán tiếp luôn. Còn không tôi sẽ trả. Nhưng mà bên cậu phải đền bù gấp 3 lần hợp đồng. Cậu tính sao? Dạ thiệt hả chú? Dạ được, tất nhiên là được rồi. Hàng để có sẵn, con sẽ giao liền. Dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn chú nhiều lắm. Rồi cứ vậy nhé. Chào mọi người. Dạ alo, anh cần gì ạ? Bánh mì trắng hả anh? Dạ anh đợi một lát đem báo giá cho anh. Alo. Dạ, dạ đúng rồi, công ty chúng tôi sản xuất bánh mì trắng. Dạ. 20.000 cái hả? À dạ 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 dạ, sẽ có 20.000 cái cho nhà hàng của chị trong tuần này. Dạ, dạ dạ. Tới đây em. Alo. Dạ, dạ chị. Là cái gì đây? Dạ, công thức làm bánh mới của xưởng mình đó chú. Rồi tính làm cái gì? Dạ, thì còn làm gì nữa, mình làm bánh thôi. Chứ không phải các đối tác đã đều lắc đầu hết rồi sao? Dạ, chuyện đó thì chú khỏi cần lo. Cái đó con sẽ lo, chú chỉ cần cho nhà máy chuẩn bị hoạt động lại là được. À, chú Mừng và chú Phúc từ nay sẽ lo về khâu tuyển chọn nguyên liệu nha. Chú Phúc, chú làm tổ trưởng tổ nguyên liệu nha. Cái gì? Tổ trưởng luôn hả? Dạ. Dữ à. Chú Thuận, chú đã làm ở nhà máy này gần 20 năm rồi còn gì. Gắn bó gần 20 năm chứng tỏ chú cũng thích làm bánh và cũng lưu luyến nhà máy nữa. Trước sau gì thì cái chỗ này cũng tiêu thôi. Chính vì vậy nên con mới muốn cùng chú cứu nó. Nhà máy này là niềm hy vọng, là thể diện và là niềm tự hào của ba con. Cho nên con nhất quyết phải giật dậy nhà máy này tới cùng. Con hy vọng là chú sẽ hết lòng giúp con. Thưa mọi người, tôi xin thông báo nhà máy của chúng ta từ nay sẽ sản xuất bánh làm từ bột gạo. Và loại bánh này có tên là bánh mì trắng. Cũng kể từ ngày hôm nay, lương của mọi người cũng sẽ được tăng. Trời đất ơi, tăng luôn. Đã vậy? Và nhà máy của chúng ta cũng sẽ từ từ được sửa chữa để mọi người có một không gian làm việc thoải mái nhất. Rất mong mọi người cố gắng hết sức cùng tôi đưa nhà máy trở lại được như trước kia. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kể từ nay, rất mong mọi người hãy cố gắng hết sức. Cố gắng. 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 Cảm ơn mọi người. Cùng vấp ngã những thất bại.
tra lại tất cả những bao bột này, coi bao nào còn hạn sử dụng thì xài, bao nào hết thì bỏ. Dạ, dạ. Nhà máy cũng đã sống lại rồi. Sống lại rồi. Yeah. Yeah. Bạn là một lũ ăn hại. Tại sao lại để cái nhà máy chết tiệt đó hoạt động trở lại chứ? Tôi đi. Công việc của trưởng phòng Gia Bảo tiến hành tới đâu rồi? Anh mới hả? Cần thêm một ít thời gian nữa. Hữu Nguyện, nó đã cho ra đời loại bánh mới, đơn đặt hàng cũng đã tăng lên gấp đôi trong vòng một tuần. Tôi có nghe chuyện đó rồi. Nhưng mà Bảo à, chúng ta không còn thời gian nữa. Chỉ trong vòng 10 ngày tới là có cuộc họp với ban giám đốc rồi. Nhưng không thể vì vậy mà nhắm mắt làm liều được. Là một người làm bánh, tôi không chấp nhận việc này. Thôi được, vậy con cố gắng trong vòng một tuần nữa nha. Ráng làm cho xong đó. Sao vậy trưởng phòng? Bánh của anh đã làm xong rồi mà sao anh không báo cho chú Tài biết? Loại bánh này tôi làm ra không phải để dành cho ông ấy. Hữu Nguyện. Dạ, con chào mấy chú. Chào cháu cậu. Dạ chú. Tôi nghe nói bánh mới ngon lắm hả? Chắc là nhiều đơn đặt hàng lắm. Dạ, cũng nhờ mấy chú giúp đỡ mà con đã vực dậy được phân xưởng 13. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Công nhận Hữu Nguyện nó giỏi thiệt nha. Chưa đầy một tháng mà nó làm tất cả mọi chuyện. Tụi chú khâm phục cháu dữ lắm á. Phải đó. Đúng như câu hổ phụ sanh hổ tử. Cháu, cái tài võ của cháu y chang như cha cháu ngày xưa vậy. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà con cũng còn dở lắm, cũng phải nhờ mấy chú chỉ giúp nhiều. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Cảm ơn mấy chú. Thôi đi ha. Đã đến mức này rồi, chúng ta không thể nào để yên được nữa. Cứ theo cái đà này, thằng Gia Bảo con của chúng ta dám thua thằng con quan đó lắm. Khuê, Khuê, em có nghe anh nói không? Có, anh nói đi. Em làm sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Kể từ ngày hôm đó, em không còn gặp anh ấy nữa. Hay là anh không muốn gặp em? Thậm chí còn không thèm tức giận. Bây giờ em không biết anh nghĩ gì trong đầu. Khuê, đây đâu phải là lúc em nghĩ về hắn ta đâu. Vậy bây giờ em nên nghĩ gì đây? Thằng Bảo con của chúng ta, nó đang ở trong thế kẹt. Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuộc họp rồi, mà nó vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào cho sản phẩm mới hết. Anh Tài à, chúng ta dừng lại đây đi có được không? Thì em sẽ không sống được. Anh ấy là lẽ sống của em. Em thật thật xin lỗi anh.
chừng nào tới giờ họp. Anh sẽ tới đón em. Còn bây giờ em nghỉ ngơi đi. Chào anh. Tôi nghe đi. Cứ làm theo những gì tôi sắp xếp đi. Tôi sẽ đến ngay. Đi đi. Dạ. Anh à, anh chưa ngủ hả? Để em dìu anh về phòng rồi pha ly sữa nóng để anh uống cho dễ ngủ nha. Anh à, anh đừng đối xử với em như vậy được không anh? Anh à, em biết lỗi của em rồi. Em sai rồi, sai nhiều lắm rồi. Em sẽ sửa đổi, em sẽ thay đổi mà. Em sẽ không làm cho anh đau lòng nữa đâu. Cứ im đi. Nghĩ cỡ dũng. Tôi cũng không muốn nghe tôi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh mà. Buông ra. Bây giờ tôi để cô ra. Tôi không có chút sức lực nào hay sao? Cô nuôi lòng thủ hẳn dài dẫn suốt hai mươi mấy năm trời mà thì giờ còn chút nữa thôi. Cô giờ hắn ta được mục đích rồi.
Nó đừng tội nghiệp tôi, tôi tự biết lo thân mình. Buồn ra anh à, không bao giờ em muốn làm cho anh đau lòng. Buồn ra, không bao giờ. Ngay từ đầu tao đã biết mày không dễ dàng nghe lời tao như vậy rồi. Thật uổng khi tao trả tiền diễn phí cho em của mày. Trả ơn tao như vậy đó hả? Số tiền mà ông đưa cho tôi không sai của ông một đồng nào hết. Còn người giúp em gái tôi là một người khác. Tao cũng đang muốn biết người đó là ai. Ai khiến mày phản bội tao như vậy? Thằng Nguyễn hay thằng Đạt? Đưa nó ra ngoài. Đã... đâu rồi? Alo, tôi đây. Giám đốc à?
trợ lý. Tổng giám đốc đang chờ ông ở bên trong. Ủa, Hoài Nam. Dạ. Sao cậu xuống đây giờ này vậy? À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Việc quan trọng hả? Là việc gì vậy? À, tổng giám đốc tỉnh lại rồi. Ba tôi tỉnh rồi hả? Dạ đúng rồi. Tổng giám đốc sai tôi xuống dưới đây để đón cậu về nhà. À, đúng rồi. Về, phải về chứ. Dạ. À, nhưng mà chờ tôi chút nha, tôi phải báo cho Đức biết. Khoan đã. Đừng cố báo. Ủa sao vậy? Tôi phải báo cho Đức biết, tại vì lỡ có chuyện gì còn... Tại vì tổng giám đốc nói là chuyện này không nên nói cho người ngoài biết, chỉ muốn gặp riêng cậu thôi. Tôi hiểu rồi. Đi liền. Dạ. Mình đi liền. Thì ra tất cả những chuyện này là do anh bày ra sao? Phải. Ngay cả việc anh bị đột quỵ cũng là anh giở trò để dụ tôi sao? Chuyện tôi đột quỵ là thật. Có điều không may mắn là tôi tỉnh sớm hơn thôi. Anh làm như vậy để làm gì? Bởi vì tôi muốn biết sự thật, và tôi cũng muốn biết chú đang âm thầm chuẩn bị những kế hoạch gì để chống lại tôi và công ty này. Vậy chắc bây giờ anh đã biết những thứ anh muốn biết rồi chứ? Phải. Đương nhiên. Bây giờ tôi cho chú hai lựa chọn. Một, chú ra sân bay và rời khỏi Việt Nam ngay lập tức. Hai, tôi cùng chú tới công an tự thú. Nếu chú chọn lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho chú. Nhưng với một điều kiện, từ giờ cho tới chết chú không được quay trở lại. Anh lấy cái quyền gì dám tống cổ tôi ra khỏi đây hả? Chỉ đó là cách duy nhất để tôi bảo vệ hai đứa con trai của
tôi. Thôi được, tôi cũng có hai sự lựa chọn dành cho anh. Chú nói vậy là sao? Tôi nhắc lại cho anh nghe, tôi cũng có hai sự lựa chọn dành cho anh. Một là cái công ty này, hai là Phạm Hữu Nguyện. Anh chọn đi. Ủa nè, cậu có lộn không vậy? Đường này đâu phải về nhà ba tôi. Tôi xin lỗi, tôi chạy lộn đường. À, không sao đâu, lên kia cậu quanh đầu lại cũng được. Dạ. Gọi gì không biết nữa. Alo, nhà máy Thành Phát, phân xưởng số 13 xin nghe. Tôi đây. Dạ, con chào tạm giám đốc ạ. Hữu Nguyện đâu? Dạ, anh Hữu Nguyện ạ. Dạ, anh đi xuống dưới kho kiểm tra hàng hóa rồi tổng giám đốc ạ. Chắc không. Tôi điện hoài không được. Dạ, anh Hữu Nguyện, anh để quên điện thoại trên bàn làm việc rồi ạ. Dạ bây giờ tổng giám đốc chờ con chút xíu, con chạy đi kiếm ảnh rồi con gọi cho chú liền ạ. Thôi, không cần đâu. Cảm ơn cậu. Dạ. Bây giờ chỉ chú mới chọn lựa thôi. Hãy quyết định đi. Ra sân bay ngay lập tức. Hãy tới công an. Trần Thành Đạt. Trần Thành Đạt, anh dám đuổi tôi hả? Thời gian qua tôi cống hiến cả cuộc đời này cho anh, tôi làm hết sức mình cho anh, vậy mình đối xử với tôi như vậy sao? Thôi, chính vì tôi đã nhượng bộ chú, đã nhẫn nhịn chú nên mới ra cớ xử như ngày nay. Đáng lẽ tôi cứng rắn hơn thì mà tôi không mất một cách quan uổng. Bảo nhà Nguyễn không đau khổ dằn vặt đi bao nhiêu chuyện, chú đây ra cho tội đó. Mỗi nhân đi lựa chọn nào.